Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm luyện tập chung trang 74 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức tập 2. Chúng ta cùng ghi bài. Luyện tập chung trang 74 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Chúng ta cùng vào ví dụ 1. Một hộp đựng 36 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 36. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp, tính xác suất của các biến cố sau. Câu A. E là biến cố mà rút được tấm thẻ ghi số chia hết cho 4. F là rút được tấm thẻ có ghi số là bội của 4 hoặc 6. Câu C. Biến cố G là rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố. Chúng ta sẽ cùng xem lời giải nhé. Ở đây chúng ta có 36 tấm thẻ, vậy nên khi chúng ta rút một tấm thẻ bất kỳ, vậy thì sẽ có 36 kết quả xảy ra, đó là 1, 2, 3 cho đến 36. Và do là rút ngẫu nhiên nên là các kết quả này có thể, cái kết quả xảy ra đấy là đồng khả năng. Ở câu A, rút được tấm thẻ ghi số chia hết cho 4. Ta thấy rằng các số chia hết cho 4 từ 1 đến 36 có 9 số, đó là 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 và 36. Vậy chúng ta tính được xác suất của biến cố E là bằng 9 chia 36, rút gọn còn 1 phần 4. Ở câu B, rút được tấm thẻ ghi là bội của 4 hoặc của 6. Ta thấy rằng ở đây chúng ta sẽ lấy các số chia cho 4 hoặc chia cho 6, bao gồm các số 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32 và 36. Phần này các bạn liệt kê từ nhỏ cho đến lớn sao cho không bị sót giá trị nào cả. Và đếm được ở đây có 12 kết quả thuận lợi, vậy ta có biến cố F, xác suất của biến cố F ở đây sẽ là 12/36, rút gọn bằng 1/3. Ở biến cố G, rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố, vậy từ 1 đến 36 chúng ta sẽ có các số nguyên tố sau. Nhỏ nhất là số 2, tiếp đến là 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 và 31. Vậy xác suất của biến cố này chúng ta thấy có 11 kết quả, vậy xác suất sẽ là 11/36. Tiếp tục với ví dụ số 2. Một cơ quan quản lý đã thống kê được số lượt khách đến tham quan di tích X trong năm như sau. Với tháng 1, 2, số lượt khách là 137. Với tháng 3, 4, lượt khách là 181 và cứ như vậy cho đến hết cuối năm, tức là tháng 11, 12 là có 111 lượt khách. Câu A, tính xác suất thực nghiệm của biến cố E, khách đến tham quan di tích trong tháng 7 và tháng 8. Chúng ta sẽ giải ý A luôn nhé. Nhìn vào tháng 7 và tháng 8 thì chúng ta thấy rằng số lượt khách ở đây là 117. Vậy xác suất thực nghiệm chúng ta sẽ lấy 117 chia cho tổng số lượt khách. Ở đây đề bài chưa cho về tổng số lượt khách, vậy thì chúng ta sẽ phải làm một bước đầu tiên, đấy là tính số lượt khách tham quan đã. Ta lấy tất cả các giá trị ở hàng dưới cộng lại với nhau gồm 137 cộng 181 cộng 148 cộng 117 cộng 116 cộng 111 được 810. Vậy xác suất thực nghiệm của biến cố E, chúng ta sẽ lấy 117 chia cho 810 được 0,144, xấp xỉ 0,144. Với ý B, tính xác suất thực nghiệm của biến cố F là khách đến tham quan di tích trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12. Chúng ta thấy rằng từ tháng 7 đến tháng 12 chúng ta có số lượt khách tương ứng với các tháng là 117 này, 116 và 111. Vậy chúng ta sẽ tính số lượt khách tham quan từ tháng 7 đến tháng 12 bằng tổng của ba giá trị này bằng 344 và xác suất thực nghiệm sẽ bằng 344 chia cho tổng số lượt khách tham quan là 810, ta được xác suất bằng gần bằng 0,425. Ở câu C, giả sử năm tới có 1.196 lượt khách đến tham quan di tích, hãy dự đoán xem có bao nhiêu lượt khách tham quan đến tham quan di tích trong tháng 7 và tháng 8. Chúng ta thấy xác suất thực nghiệm của biến cố mà đến tháng 7 và tháng 8 là 0,144, đã tính ở phía trên. Vậy nên ta sẽ có như sau, lấy 1.196 lượt khách nhân với cái xác suất thực nghiệm đấy là 0,144, hoặc chúng ta cứ viết nguyên là 117/810
ta sẽ được là khoảng 172,76. Làm tròn thì ta sẽ được kết quả là 173. Vậy có khoảng 173 lượt khách đến tham quan vào tháng 7 và tháng 8. Có bao nhiêu lượt khách tham quan di tích trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12? Ta sẽ lấy số lượt khách là 1.196 nhân với xác suất thực nghiệm của biến cố F. Đấy là lấy 1.196 nhân với 344 phần 810. Ta được kết quả xấp xỉ 507,93. Làm tròn lên 508. Vậy ta kết luận dự đoán trong năm tới sẽ có khoảng 508 lượt khách tham quan trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập. Gieo một con xúc xắc cân đối, tính xác suất của các biến cố sau. Câu A, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc khác 6. Ở đây khác 6 thì tức là nó có thể từ 1 cho đến 5. Vậy ta thấy rằng là có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố A. Vậy trước tiên ta nói là có 6 kết quả có thể xảy ra. Đó là 1, 2 cho đến 6. Và các kết quả này là đồng khả năng. Câu A, có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố A. Là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ta sẽ có xác suất của biến cố A, PA bằng 5 phần 6. Tiếp tục ở câu B, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 3. Bé hơn 3 thì nó có thể là 1 và 2. Vậy có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố B. Đó là 1, 2. Vậy PB sẽ bằng 2 phần 6. Ta có thể rút gọn bằng 1 phần 3. Ở câu C, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc lớn hơn 2. Lớn hơn 2 thì chúng ta sẽ lấy các kết quả là 3, 4, 5, 6. Vậy có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố C. Là 3, 4, 5 và 6. Vậy xác suất cho biến cố C là bằng 4 phần 6, rút gọn đi bằng 2 phần 3. Ở câu D, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số nguyên tố. Số nguyên tố sẽ bắt đầu từ số 2, 3, 5. Vậy chúng ta thấy có 3 kết quả thuận lợi. Thuận lợi cho biến cố D. Đó là 2, 3, 5. Vậy xác suất của biến cố D, PD bằng 3 phần 6, rút gọn bằng 1 phần 2. Chúng ta cùng đến với bài tiếp theo, 8.15. Một túi đựng các quả bóng giống hệt nhau, chỉ khác màu. Trong đó có 15 quả bóng màu xanh, 13 quả bóng màu đỏ và 17 quả bóng màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ túi, tính xác suất của các biến cố sau. Vậy ta thấy rằng là số kết quả có thể xảy ra ở đây là 45. Ta lấy 15 cộng 13 cộng 17. Có 17 cộng 13 cộng 15 bằng 45. Kết quả có thể xảy ra. Các kết quả này là đồng khả năng. Ta sẽ xét đến biến cố A, đấy là đến câu A, biến cố C là lấy được quả bóng màu xanh. Ta thấy rằng có 15 quả bóng màu xanh, vậy nên có 15 kết quả thuận lợi cho biến cố C. Thuận lợi cho biến cố C. Vậy xác suất của biến cố C, PC sẽ bằng 15 phần 45. Chia cả tử và mẫu cho 15 ta được 1 phần 3. Câu B là biến cố D là lấy được quả bóng màu đỏ. Ta thấy rằng có 13 quả bóng màu đỏ. Vậy có 13 kết quả thuận lợi cho biến cố D. Vậy xác suất của biến cố D
bằng, ta lấy 13 chia cho 45. Kết quả này ta không rút gọn được. Ở câu C, E là biến cố là không lấy được quả bóng màu trắng. Vậy nếu như không lấy được quả bóng màu trắng thì có thể lấy được quả bóng màu xanh hoặc là màu đỏ. Vậy chúng ta có 15 cộng với 13 là bằng 28, kết quả thuận lợi cho biến cố E. Vậy suy ra ta có xác suất cho biến cố E bằng 28 phần 45. Tiếp tục với bài 8.16. Trong trò chơi xúc xắc may mắn, ở mỗi ván chơi, người chơi gieo đồng thời hai con xúc xắc và ghi lại tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc. Một người chơi 80 ván và ghi lại kết quả trong bảng sau. Tổng số chấm có thể là từ 2 cho đến 12 và số ván tương ứng ở hàng dưới. Câu A, giả sử người chơi thắng nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 5 hoặc 7. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố E đấy là người chơi thắng trong một ván chơi. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. Có 22 ván chơi gieo được tổng số chấm là 5 hoặc 7. Đây chúng ta nhìn thấy này. 5 hoặc 7, 8 cộng với 14 là 22. Vậy ta nói có 8 cộng với 14 bằng 22 ván người chơi được tổng 5 hoặc 7. Vậy xác suất thực nghiệm của biến cố E là ở đây người ta chơi là 80 ván, vậy ta lấy 22 chia cho 88. Kết quả gần bằng 0,275. Câu B, giả sử người chơi thắng nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ nhất là 10. Nào nhỏ nhất là 10, tức là sẽ lấy từ 10 trở lên, 10, 11 và 12. Vậy ta thấy số ván ở đây sẽ là 6 cộng 4 cộng 3. Vậy chúng ta có 6 cộng 4 cộng 3 bằng 13 ván người chơi được tổng số chấm từ 10 trở lên. Vậy xác suất thực nghiệm của biến cố F là ta lấy 13 chia cho 88. Kết quả gần bằng 0,1625. Chúng ta cùng đến với bài tiếp theo, bài 8.17. Thống kê số vụ tai nạn giao thông trong 2 tháng 8 và 9 của thành phố X được kết quả như bảng sau. Số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong một ngày có thể là từ 0, 1 cho đến lớn hơn hoặc bằng 8. Số ngày tương ứng ở đây. Từ bảng thống kê trên, hãy dự đoán xem trong 3 tháng 10, 11, 12 tới, tại thành phố X có bao nhiêu ngày có nhiều nhất 3 vụ tai nạn giao thông. Trước tiên, chúng ta sẽ thấy rằng là tháng 8 và tháng 9 có tổng là 31 ngày. Các bạn cũng có thể kiểm tra lại bằng cách cộng các sự số ngày ở đây. Tuy nhiên chúng ta có thể viết luôn 8.17 này. Tổng số ngày tháng 8 và 9 là 61 ngày này. Bây giờ ta sẽ tính xem là có bao nhiêu ngày mà có nhiều nhất là 3 vụ tai nạn giao thông. Nhiều nhất là 3. Vậy tức là có thể có từ 3 trở xuống. Vậy chúng ta thấy rằng từ 3 trở xuống là số vụ tai nạn sẽ là 0, 1, 2, 3. Vậy số ngày tương ứng sẽ là 4, 9, 15 và 10. Vậy ta sẽ có 4 cộng 9 cộng 15 cộng 10. 4 cộng 9, 13, 28 là 38 ngày có số vụ tai nạn giao thông từ 3 trở xuống.
Vậy ta có xác suất thực nghiệm của biến cố. Xác suất thực nghiệm của biến cố. Số ngày có ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông trong tháng 8 và 9 là ta lấy 38 chia cho tổng số ngày, đấy là 61. Kết quả gần bằng 0,62. Vậy nếu như xét trong 3 tháng tới, tức là 3 tháng 10, 11, 12, ta xem là 3 tháng này có bao nhiêu ngày nào. 3 tháng 10, 11, 12 có này. Ta thấy rằng tháng 10 và tháng 12 có 31 ngày. Và tháng 11 thì có 30 ngày. Vậy ta có 31 cộng 30 cộng với 31 bằng 92 ngày. Vậy trong 92 ngày mà xác suất của biến cố trên là 0,62%. Vậy số ngày dự đoán số ngày có nhiều nhất 3 vụ tai nạn giao thông tháng 10, 11, 12 là ta sẽ lấy giá trị 92 ngày nhân với xác suất thực nghiệm, đấy là nhân với 0,62. Ta được kết quả gần bằng 57 ngày. Tự thì ta sẽ làm B nhé. Có bao nhiêu ngày có ít nhất là 5 vụ tai nạn giao thông? Ta thấy rằng ít nhất 5 vụ, tức là sẽ từ 5 vụ trở lên. Vậy ta thấy sẽ có trường hợp 5, 6, 7 và lớn hơn hoặc bằng 8. Vậy số ngày ở đây sẽ là lấy 6 cộng 4 cộng 3 cộng 2. Ta có 6 cộng 4 cộng 3 cộng 2 bằng 15 ngày. Có ít nhất 5 vụ tai nạn giao thông trong tháng 8 và 9. Vậy xác suất thực nghiệm của biến cố này là xác suất thực nghiệm của biến cố số ngày có ít nhất 5 vụ tai nạn giao thông tháng 8, 9 là ta sẽ lấy số ngày là 15 chia cho tổng 61 ngày. Vậy ta được kết quả gần bằng 0,24. Vậy ta có số ngày có ít nhất 5 vụ tai nạn giao thông tháng 10, 11, 12 là ta sẽ lấy giá trị 92 ngày nhân với xác suất thực nghiệm là nhân với 0,24. Ta được kết quả xấp xỉ là 22 ngày. Vậy là trong buổi ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em làm xong các bài tập của phần luyện tập chung. Về nhà các em hãy ôn tập thật kỹ và truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm nhiều bài giảng nữa nhé. Hẹn gặp các em ở bài học tiếp theo.